công ty dược thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. The Best Rate Insurance 833-633-6868 833-633-6868. Tiết kiệm nhiều nhất với quyền lợi tối ưu. Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 11 đây của tháng 12 của năm 2023 và chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 570. Số điện thoại để gọi vào là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000 hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là di.chu@luatsutuan.com. Đó là di.chu@luatsutuan.com. Bây giờ trên đường dây điện thoại cho Tuấn xin mời cô Trang tại thành phố San Diego, California. Xin mời cô Trang lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư. Cho em xin hỏi là cái diện F3 gia đình em nó cái ngày ưu tiên là tháng 6 ngày 14/2009 mà em đã hoàn thành hồ sơ hồi tháng 6 2021. Cho tới giờ này thì cũng chưa có nhận được một cái giấy tờ gì từ lãnh sự quán hết để lên lịch phỏng vấn. Thì cho em hỏi nếu cái lịch chi sao mà cứ tăng như vậy đó, nếu mà tới ngày đáo hạn rồi mà em chưa nhận giấy tờ gì hết thì em phải liên lạc với MBC hay là lãnh sự quán hay như thế nào, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai á là cái đứa con á sinh tháng 11, ngày 6 Tây tháng 11 2005 thì khi mình complete có phải là đã khóa tuổi rồi trong lúc chờ đợi, ví dụ sau này nó có quá 21 tuổi thì cũng không sao phải không luật sư? Và những cái lý lịch tư pháp và cái thuế má đó, khi mà nó đã hết hạn hồi 2 năm trước thì mình in ra, mình đi phỏng vấn, mình cầm theo hay là mình phải upload lên trên hồ sơ sẵn? Ok, cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị đã chuẩn bị cái câu hỏi rất là chính xác cho tôi. Trước nhất đó là cái ngày ưu tiên của cái hồ sơ F3 này là ngày 14 tây tháng 6 của năm 2009. Cho nên nó chưa có đáo hạn. Nghĩa là cái visa nó không có để cho lên danh sách phỏng vấn để cấp thị thực cho qua đây. Nó đang có những cái thị thực để cấp cho bất cứ cái hồ sơ nào nộp trước ngày 22 tây tháng 4 của năm 2009 kể từ ngày 1 tây tháng 1 của năm 2024. Cho nên hồ sơ này của chị là ngày 14 tây tháng 6 của năm 2009, nó chưa có đáo hạn. Đáo hạn Tuấn nghĩ là đừng có ngạc nhiên nha. Tuấn nghĩ có thể là cuối năm tới, cuối năm tới. Nào, cái đó là đầu tiên. Cái thứ nhì nữa đó, khi nó đáo hạn không có ý nghĩa là nó phỏng vấn liền đâu. Tại vì giống như đầu chương trình, phần đầu của chương trình Tuấn đã nói là trước chị có một số hồ sơ nó dồn rất là nhiều. Đó, nó dồn là tại vì trong cái mùa COVID từ tháng 3 của năm 2020 cho tới tháng 5 của năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không có phỏng vấn được bao nhiêu tại vì COVID, tại cái quyết định hành pháp của cựu Tổng thống Trump và một số COVID restriction của những cái quốc gia, giống như Việt Nam hoặc những quốc gia ngoài. Đó. Cho nên trước chị nó còn một số hồ sơ nó dồn động nữa. Nhưng mà nó rất là quan trọng là khi mình có một đứa cháu ngoại hay cháu nội mà tháng 11 vừa qua mới 18 tuổi, là mình muốn thấy cái thứ tự nó đáo hạn. Ok. Để cháu nó được bảo vệ của cái luật CISPA, để cháu được ăn theo. Cho nên nó đưa tới cái câu trả lời thứ nhì cho chị là như thế này. Cái khóa tuổi là một bước trong cái thủ tục CISPA. Nhưng mà một bước quan trọng nhất trước khi khóa tuổi là cháu được bảo vệ hay không. Ở đây cháu nó chưa được bảo vệ nha, tại vì nó chưa có đáo hạn. Cháu nó ngoài nước Mỹ, ở Việt Nam thì mình phải theo dõi cái phần A của cái visa bulletin là khi nào nó đáo hạn. Excuse me. Nếu nó đáo hạn rồi đó thì cháu được bảo vệ, tại chị đã giữ cái tuổi nó lâu rồi. Nhưng mà mình có thể mình đoán là 95% cháu được ăn theo, cho dù nó chậm trễ sau này đi nữa.
Còn khi lên danh sách phỏng vấn thì cái lý lịch tư pháp và tất cả cái đó phải cập nhật cái mới nhất ở bên Việt Nam mà mang theo lúc đi phỏng vấn, hoặc là upload trên cái website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, upload cái website của Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn, thì nó lại tùy theo cái thời điểm đó người ta hướng dẫn cho chị như thế nào. Cảm ơn cô Trang ở San Diego, California rất là nhiều. Và nếu mà quý vị muốn gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000, đó là 844-858-7000, hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Như thế này đi, bây giờ cho Tuấn gửi luôn cái phần B của cái visa bulletin của tháng 1 của năm 2024 nha. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi cái phần B của cái visa bulletin của tháng 1 của năm 2024 luôn. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 1 năm 2024, bảng B, đây for filing, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã nhận được đơn chấp thuận từ sở di trú, đã chuyển tới trung tâm visa và hiện đang chờ trung tâm visa cho phép đơn bảo trợ tài chánh. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2017. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 9 năm 2023. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 1 năm 2017. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con đã lập gia đình, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2010. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho anh, chị, em, đang cho phép hồ sơ đến ngày 1 tháng 3 năm 2008. Kính thưa quý vị, đây là lịch visa bulletin của tháng 1 năm 2024. Và thưa quý vị, Tuấn có một số câu hỏi quý vị đã email cho Tuấn. Nếu mà quý vị muốn email thì địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đó là yichu@luatsutuan.com. Tuấn có một yêu cầu là khi quý vị email cho Tuấn, làm ơn cho Tuấn biết quý vị email từ thành phố nào, quốc gia nào hoặc là tiểu bang nào. Và nếu mà muốn thì để cái số điện thoại lại, cho dù nó là số điện thoại bên Việt Nam. Đó. Tại vì khi mà Tuấn thấy cái câu hỏi, mà especially cái câu hỏi liên quan về cái thủ tục sở hữu địa phương hay cái gì, thì Tuấn biết quý vị ở đâu thì nó rất là dễ cho Tuấn trả lời cho quý vị. Cho nên cái email là một cái phương cách để cho quý vị muốn kèm theo những cái file nào mà quý vị muốn Tuấn thấy, nghiên cứu hoặc là trả lời cho quý vị thì welcome kèm theo. Một lần nữa, địa chỉ email của Tuấn là yichu@luatsutuan.com. Đây là một cái email mà Tuấn ít khi nào Tuấn muốn thấy lắm, nhưng mà đây là một cái vấn đề mình đề cập. Tại vì khi qua Mỹ thì nếu mà không hiểu biết thì nó có nhiều cái sự sức mức lắm, nhiều cái sự sức mức lắm. Và đây là một cái thí dụ. Đây là một người con đã đi qua đi theo, đã định cư rồi, nghĩa là F2B rồi, và mang được một đứa cháu ngoại đi theo. Thì khi đi vào đây thì cô ta xin housing. Đó. Và cái câu hỏi của cái người gửi email tới cho Tuấn là như thế này, là cái trách nhiệm và có thể là rút bỏ cái bảo trợ tài chánh hay không. Nói tóm lại là như vậy. Thì Tuấn chỉ có muốn bỏ một tí thì giờ để trình bày cái câu trả lời cho quý vị đã email cho Tuấn thôi. Trước nhất á, là quý vị muốn rút bỏ cái bảo trợ tài chánh bất cứ lúc nào cũng được, miễn sao người ta chưa có di dân, chưa định cư, hoặc là miễn sao nếu người ta đây người ta chưa được chấp thuận cho thẻ xanh là cái 485. Đó. Cho nên khi mà quý vị đã làm cái hồ sơ bảo lãnh, nộp cái bảo trợ tài chánh, người ta đã duy dân rồi, đã định cư rồi, nhập cư rồi, thì quý vị không có quyền rút bỏ cái bảo trợ tài chánh nữa. Và cái thứ nghi nữa là quý vị muốn đuổi người ta. Wow, người ta là người định cư rồi, người duy dân rồi. Quý vị không có cái quyền, không có cái quyền đó. Quý vị chỉ có cái quyền rút bỏ hồ sơ. Wow, hồ sơ người ta đi duy dân rồi. Cho nên quý vị không có cái quyền đó. Còn cái vấn đề thủ tục trục xuất, là những cái vấn đề nếu mà cái người định cư đó, người di dân đó làm gì sai thôi, giả sử vi phạm hình sự đó, hoặc là giả sử người ta có cái sự gian lận đó. Nhưng mà gian lận không có phải ý nghĩa là quý vị ăn ở không hạnh phúc rồi bây giờ quý vị chia tay rồi quý vị muốn đuổi người ta, nó không phải là như vậy. Gian lận là những cái gì mà trắng trợn, giả sử mua bán trả tiền hay là cái gì giúp đỡ đó.
Cho nên trở lại với cái câu hỏi của một khán giả đã email cho Tuấn là thưa không, không có quyền, không có quyền, không có quyền rút cái bảo trợ tài chính tại người ta định cư. Giống như quý vị đi vào cái car dealership, quý vị mua chiếc xe, rồi quý vị trả tiền hết, rồi bây giờ quý vị ký cái hợp đồng, rồi quý vị bây giờ mang chiếc xe chạy đi, rồi sau đó quý vị muốn trả lại chiếc xe, gửi lại cái hợp đồng, nó không có work right như vậy. Cho nên khi người ta định cư rồi thì không có thể rút bỏ cái bảo trợ tài chính. Cái đó là một. Cái thứ hai nữa đó là trục xuất thì Tuấn đã trả lời rồi. Nhưng mà cái trách nhiệm thì nó không có. Tại vì cái chính sách, cái policy, cái quy định gánh nặng xã hội mà trước đây của cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra đề nghị thì cái đó đã xin rút bỏ dưới Tổng thống Joseph Biden. Okay? Cho nên nó không có cái trách nhiệm gì cho quý vị. Và thường thường là cái vấn đề trợ cấp đó là trợ cấp tạm thời, căn cứ vào mỗi cái nơi, giống như tiểu bang, quận hoặc là thành phố đó. Nhưng mà cho Tuấn nói thêm là cho dù người ta đứng ra bảo trợ không có trách nhiệm, nhưng mà tương lai nếu mà cái người này muốn bảo lãnh cho ai thì coi chừng cái trợ cấp mình đang ảnh hưởng thì nó lại ảnh hưởng về cái vấn đề mình bảo trợ cho người khác, giống như bạn trai hay như thế nào đó. Cho nên đó là cái câu trả lời cho một cái vị đại email cho Tuấn. Và đây là một cái email cho một người đang theo dõi chương trình ở thành phố Sài Gòn. Okay. Là cũng là hồ sơ anh chị em luôn. Ngày ưu tiên là tháng 5 của năm 2008, ngày chấp thuận là tháng 7 của năm 2010. Cho nên cái thời gian đợi chờ chấp thuận là 2 năm 2 tháng. Well, cái câu hỏi đầu tiên là khi nào được mở hồ sơ để hoàn tất cái 6 bước. Con của người ta sinh ngày 9 tháng 12 của năm 2004 có cơ hội ăn theo không? Cho nên bây giờ cháu nó 19 tuổi và cháu đang du học ở đây nha. Đó, rồi con lớn của người ta đã kết hôn và đã có đứa con rồi. Con thứ nhì sinh năm 2002 đã mất rồi thì người ta cần cập nhật hay không? Ok. Trong những cái câu hỏi như thế này đó thì cho Tuấn trả lời cái câu cuối cùng là khi mà hồ sơ đầu tiên là cái hồ sơ đi từ sở di trú cho tới trung tâm visa rồi từ từ nó sẽ về tới cái lãnh sự quán để phỏng vấn, thì cái hồ sơ này đang nằm với trung tâm visa từ năm 2010. Khi mà có cái hoàn cảnh thay đổi giống như người ta bị mất đứa con thì cần bổ túc cho trung tâm visa. Cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là bao nhiêu lâu, thì vừa rồi Tuấn gửi cho quý vị là cái phần B của cái visa bulletin. Thì cái hồ sơ anh chị em là tháng 3 của năm 2008, cho nên cái hồ sơ là tháng 5 của năm 2008. Cho nên nếu mà được chuẩn bị á, thì cái hồ sơ này Tuấn nghĩ khoảng sang năm mới được chuẩn bị để tiến hành 6 bước đóng tiền, làm thủ tục bảo trợ tài chính và đơn xin visa để chuẩn bị cho phỏng vấn. Còn riêng phỏng vấn thì cái hồ sơ này Tuấn đoán thôi nha, Tuấn đoán có thể từ 2 cho tới 3 năm nữa, ít nhất là 2 cho tới 3 năm nữa. Well, 2 cho tới 3 năm nữa thì bé này bây giờ là 19 tuổi. 19 tuổi, 21 tuổi là cái tuổi cut off, ok? Nhưng mà 21 tuổi đời thôi, cái luật CISPA được cộng và trừ. Cộng là mình biết ít nhất là 2 năm 2 tháng, cho nên cháu được đi cho tới lúc 23 tuổi 2 tháng. Mà bây giờ cháu mới có 19 tuổi còn 4 năm nữa. Thì Tuấn nghĩ cái cơ hội tốt nha, cái cơ hội tốt là cháu nó vẫn kịp được ăn theo. Cho nên khi mình thấy cái phát triển cái visa bulletin này thì mình mừng cho người ta. Cảm ơn quý vị đã email cho Tuấn. Số điện thoại để gọi vào cho chương trình chiều tối nay là số toll free 844-858-7000, đó là 844-858-7000. Hoặc là email cho Tuấn, địa chỉ email của Tuấn là duychuacong@luatsutuan.com. Đó là duychuacong@luatsutuan.com. Ok. Đây là một cái câu hỏi mà Tuấn cảm thấy nó nhiều khi mình suy nghĩ lại là mình có nên kê khai hay không, hoặc kê khai hay không. Cho nên đây là cái câu hỏi mà Tuấn cố ý Tuấn để vào. Là đầu tiên là đây là một người đã có thẻ xanh ở trong nước Mỹ 6 năm rồi. Nhưng mà trong cái chuyến đi du lịch từ Úc qua Canada, ở phi trường Canada thì người ta hải quan nghi ngờ người này, cho nên giữ người này một thời gian rồi cho người ta trở về lại Úc. Ok. Bây giờ người ta muốn nộp đơn xin quốc tịch thì người ta bắt buộc phải kê khai cái tình trạng này hay không? Đầu tiên
là nó không có cái sự ảnh hưởng về cái vấn đề nhập phố quốc tịch của người ta. Đó. Nhưng mà cái câu hỏi là có nên kê khai không? Thì trong cái hồ sơ quốc tịch thời điểm này, ok, thời điểm này, thời điểm này, giống là bây giờ thời điểm này hồ sơ quốc tịch nó là 20 trang. À, Tuấn nhớ khi Đức Thân Tuấn nộp đơn xin quốc tịch nó chỉ có 2 trang thôi. À, và cái câu hỏi yes hay no thì nó chỉ có khoảng 10 mấy 20 câu thôi. Thời điểm này nó 20 trang, nó đi vào rất là nhiều chi tiết. À, thường thường khi mình bị giữ, bị tạm giam, cho dù nó là chính, không phải là chính quyền Hoa Kỳ, thì nó lại dính vào cái hồ sơ quốc tịch mới. Cho nên để cho an toàn, pay attention cho cái câu hỏi của những cái câu hỏi trong cái yes no của cái N-400 này. Và Tuấn nhớ không sai là thường thường là bắt buộc phải kê khai, tại vì nó vẫn là cái cơ quan thi hành luật pháp, cho dù nó không phải là cái cơ quan thi hành của luật của nước Hoa Kỳ, nó vẫn là cái quốc gia Canada. Cho nên mình vẫn phải trình bày, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì hết, nó không có ảnh hưởng gì hết. Make sure là mình hiểu biết tiếng Anh, chuẩn bị tinh thần giải thích. Ủa tại sao cái đó? Tại sao? Tại vì nó sợ mình ở lại đây mình làm việc, cho nên nó cho mình đi về lại bên Úc thôi, chứ không có vấn đề gì hết. Đó là cái câu trả lời cho một khán giả đã email cho Tuấn từ trong nước Hoa Kỳ vừa qua. À, Tuấn còn vài cái email nữa mà quý vị đã gửi tới cho Tuấn. Ok. À, đây là một cái email mà quý vị đang có cái hồ sơ ở Việt Nam mà đang có cái hồ sơ bảo lãnh anh chị em từ năm 2009. Bây giờ quý vị muốn đi quốc tịch Canada, thì cái câu hỏi là khi đi quốc tịch Canada như vậy có ảnh hưởng gì khi nhập cư vào nước Hoa Kỳ hay không? Short answer, không. Ok, không có ảnh hưởng. Tại vì khi mình đi du lịch của những quốc gia khác, đó, thì cái đó là chuyện của mình thôi. Miễn sao mình đừng có vi phạm cái gì gọi là hình sự thôi. Nhưng mà nếu mà mình ở Canada hơn một năm, đó, thì sau này mà chuẩn bị cho phỏng vấn cái này thì mình cần cái lý lịch tư pháp của Canada. Tại vì bất cứ cái chỗ nào mình cư ngụ trên một năm sau khi mình 16 tuổi, cho dù tạm thời đó, thì mình cần cái lý lịch tư pháp. Còn nếu mình đi du lịch đây chỉ có vài tháng, vài tuần thôi sau đi về, thì nó không có cái vấn đề. Đó. Rồi cái câu hỏi cuối cùng mà Tuấn có cho chương trình chiều tối nay, mà cũng là một quý vị mà gửi email cho Tuấn. À, đây, cái câu hỏi này, khi mà Tuấn đọc cái câu hỏi này thì Tuấn rất là lo sợ cho người ta. Và Tuấn sẽ giải thích tại sao mà mình lo sợ cho người ta về cái vấn đề này. Đây là cái tình trạng mà người ta nộp cái hồ sơ từ năm 2015. Đó, là cách đây 8 năm rồi. À, là một. Cái thứ hai nữa, khi người ta nộp thì người ta nộp cho đứa con đã lập gia đình. Đó, rồi tới năm 2014. Tới năm 2014 thì... ở Việt Nam người ta ly dị mà cha mẹ không biết nha, cha mẹ không biết đó. Rồi cái hồ sơ này bây giờ vẫn còn nằm với sở di trú, vẫn còn nằm với sở di trú. Đó, thì bây giờ người ta bổ túc cái quyết định ly dị vào cho sở di trú rồi. Thì người ta đã bổ túc hơn vần mấy tháng rồi, người ta cũng chưa có thấy cái tin tức gì hết. Đó. Thì trước nhất đó là mình phải hiểu biết về cái preference, là cái ưu tiên. Đây là cái hồ sơ từ tháng 12 của năm 2015. Từ tháng 12 năm 2015, lúc bắt đầu là ưu tiên 3. Ưu tiên 3, nếu mà quý vị coi cái bảng A của cái visa bulletin, nó là tháng 4 của năm 2009. Hồ sơ năm 2015 còn chờ rất là lâu. Nhưng mà khi người ta ly dị vào sau đó một thời gian, thì cái hồ sơ này đó, cái hồ sơ này được lên ưu tiên 1. Ưu tiên 1 nó đang đáo hạn cho tháng 1, ngày 1 tây của năm 2015. Nhưng mà sở di trú đâu biết người ta ly dị ở Việt Nam đâu. Cho nên mình có cái trách nhiệm thông báo cho sở di trú. Và khi thông báo cho sở di trú như vậy đó, thì cái quan trọng là như thế này, là mình phải make sure cái hồ sơ mình nằm ở đâu với sở di trú. Cho nên coi trong cái receipt, rồi verify, xác định lại trong cái website của sở di trú, đó là uscis.gov, để xem cái hồ sơ mình có di chuyển tới đâu không. Rồi sau đó dịch lại cái giấy ly dị của mình, rồi kèm theo cái giấy ly dị với cái bản dịch, với cái receipt, để gửi vào sở di trú để yêu cầu cho biết rằng là cái tình trạng hôn nhân của cái người được bảo lãnh đã thay đổi rồi. Cho nên cái ưu tiên này nó sẽ move từ ưu tiên 3 lên, upgrade lên ưu tiên 1. Nào, làm như vậy không, nó chưa có đủ đâu.
khoảng 90 ngày nếu mà không có cái phát triển gì thì mình phải liên lạc với sở di trú qua e-request hoặc là gọi cho sở di trú để xem sở di trú đã xác định được là cái tình trạng hôn nhân người ta đã thay đổi chưa. Tại khi mà sở di trú xác định được lại là cái hôn nhân người ta thay đổi thì các hồ sơ của mình trước đây ưu tiên 3 sẽ đưa qua cái ưu tiên 1 để cho những cái nhân viên khác được giải quyết. Nào, cái vấn đề lo sợ là như thế này nè. Có nhiều quý vị là từ ưu tiên 3 mà ở bên Việt Nam không biết con mình ly dị hoặc là không biết cái vấn đề khi mà dâu hoặc là dẻ của mình bị mất thì cái ưu tiên của cái hồ sơ này thay đổi lên và nó đi lên hơn. Và khi nó thay đổi như vậy và mình nếu mình có cháu nội hay cháu ngoại mà trong cái tuổi mà có thể liên quan tới cái vấn đề đạo luật bảo vệ trẻ em là CISPA thì mình có cái trách nhiệm giữ cái tuổi lại trong vòng 1 năm. Đó. Tuấn cho một cái thí dụ đi. Giả sử đây là cái hồ sơ mình đã làm từ năm 2014 đi. Đã được chấp thuận rồi. Rồi có đứa cháu ngoại hoặc là cháu nội mà bây giờ đã 21 tuổi. 21 tuổi rồi. Nhưng mà nếu mình biết mình cập nhật. Đó, mình biết mà mình cập nhật mà mình giữ cái tuổi lại thì cháu lại được ăn theo. Nhưng mà khi mình không biết như vậy, mình không biết làm như vậy giữ cái tuổi mà trước đây cháu nó có quyền ăn theo, bây giờ cháu lại bị mất cái quyền ăn theo rồi, cho nên cháu lại không được sự bảo vệ. Cho nên nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng khi mà quý vị bảo lãnh cho con của quý vị. Ok. Con quý vị nhất là cái ưu tiên 3, ưu tiên 2B hoặc là ưu tiên 1 là khi mà cái tình trạng hôn nhân của con của quý vị thay đổi. Cái bước đầu tiên là xem những cái cháu nó có bị ảnh hưởng hay không. Đó. Nếu mà bị ảnh hưởng thì quý vị phải nhớ rằng là liên quan tới cái luật bảo vệ trẻ em CISPA mình có cái trách nhiệm những cái tuổi lại. Đó. Còn riêng nếu mà những cái hồ sơ giống như 2B mình có quốc tịch mình lên cái tình trạng đó, quốc tịch mình upgrade lên rồi mình phải lựa lại cái ưu tiên 2B đó là opt out thì cái đó cũng là cái vấn đề mà liên quan tới CISPA luôn. Nhưng mà riêng biệt nhất là ưu tiên 3 khi mà cái tình trạng hôn nhân của con quý vị thay đổi thì quý vị phải nghiên cứu là upgrade bổ sung nó lên và giữ cái tuổi của những đứa cháu nội hoặc là cháu ngoại. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Tuấn và ngày hôm nay là ngày 11 tây của tháng 12 của năm 2023 và chúng ta đang xuất hiện trong chương trình 570. Nhớ rằng là Noel và năm mới là chúng ta không có cái chương trình trực tiếp tại hai ngày đó, nó rơi vào ngày thứ hai. Cho nên Tuấn sẽ sắp xếp một cái chương trình Tuấn host trước cho quý vị và gửi cho quý vị trong 2 tuần đó luôn. Thưa quý vị, rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình chiều tối ngày hôm nay và xin chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và bình an. Xin tạm hẹn quý vị vào chiều thứ 2 tuần sau. Xin kính chào.